Hello, xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với kênh Gái Bản. Cũng như quý vị đã biết đấy, còn một đoạn nữa khoảng hơn chục mét đấy, thì như video hôm qua đã lên hình cho quý vị cùng biết. Và hôm nay ý định tiếp tục là buổi sáng hôm nay định quyết tâm đổ xong cái chỗ này, nhưng mà cái máy móc nó bị hỏng quý vị ạ. Tức là cái này nó hỏng cái phần điện, hai cái bệnh tương tự nhau, không nạp được bình nữa. Thế là buổi sáng hôm nay em đi tầm này là 12 giờ 12 phút, cả bác Tiến ở ngoài Văn Yên vào sửa giúp. Cô ạ. Vâng, chào cô nhá. Đi đâu ơi cô? Đấy, ở bên này thì anh em bà con sáng nay là báo có hai cái việc chính ở trong làng. Tức là một bên này thì đám ăn hỏi nhà bà Quang, và trong này thì có một cái đám lễ cấp sắc ấy. Thì công việc ở đây không làm được nữa thì bảo bà con về nghỉ, xong rồi để chiều nay tiếp tục cả anh bác thợ này xem là tình hình có sửa được không. Nếu sửa được thì chiều nay khoảng sửa được xong mấy giờ thì chúng ta tiếp tục làm công việc là đổ bê tông. Nào, vào đây xem bác Tiến nghiên cứu xem nào. Này, bây giờ nó hỏng mấy pha này. Hỏng mấy pha này bây giờ phải tháo ra sửa. Hai con là bệnh như nhau. Cái máy cắm điện vào nó còn ăn không? À, nó cũng có ấy à? Có chổi than à? Hả? Cái này nó chỉ có IC, không có chổi than. Xem hay là nó cháy cái ở trên cái củ phát anh vừa thay xong. Có điện rồi. Máy phát không sẵn. Từ từ gì? Được, cẩn thận nó kẹp đấy nhá. Xuống đi. Về cái phần điện thì đèn còi ở đây không đèn còi rồi, chỉ có mỗi cái số ben thôi. Tức là nó sẽ ảnh hưởng đến điện. Xe này á? Máy xúc. Xe này? Máy xúc không chạy đâu gì ạ? Máy xúc có chứ. Máy xúc không chạy được. Tức là nó... Nó tháo cái loa đấy ra rồi không chạy. Mai làm được rồi. Anh ý của anh là làm bây giờ là đợi nắng, mai nó lại mưa thì mình lại dở ra. Tức là cái công việc là muốn gấp rút cho nó xong ấy. Rút thì em chỉ chắc là tối nay thì xong, nhưng mà để xem nguyên nhân thế nào, để xem nó nhưng mà cái máy xúc thì không chạy được. Cái quạt gió này nó liên quan đến cái dây của loa của cái củ góp kìa, củ phát kìa. Nếu mà không có củ phát thì không căng dây được mà chạy cái này được đâu. Hay là gập vào như này nhỉ? Không được đâu nhỉ? Vướng. Mà cái vòng tua của nó rất là lớn nên âm ra là hơi khó. Tháo cái to kia là lùi ra được mà. À. Chiều nay á? Có chứ. Tức là để chiều vẫn làm 1 giờ nhá. Bây giờ 12 giờ 16. Hả? Đấy, đoán nghe nhạc đoán chương trình chứ. Tí về bảo hon ra hộ nhá. Xe của ai đây? Xe của em sửa máy. Đẩy xuống ừ. Chất rơm vào em ơi. Đâu? Có kịp chết đấy nhỉ. Thôi để anh lấy kịp chết cho.
bẻ nó. Đây, nguyên nhân của cái bệnh này là nó đâu nhỉ? Cái nắp cái đầu ấy. Chết cổ quá. Nó bị mòn vẹt cái rãnh, à cái chổi than. Cổ góp. À. Tức là cổ góp nó có gồm 3 bộ phận chứ đúng không? Cuộn đồng và cái lõi này, xong mới đến cái này là để tiếp điện, truyền điện ra ngoài cái mình gọi là cái thiết chế nhỉ. Nhưng mọi máy xúc không biết gọi cái gì. Nó hỏng cái này rồi. Với lại cái này nó mòn quá. Cái sao? Tức là nó bị với. Đây. Chiều về xong nó nghiên cứu có cái này để thay. À, nó bị chọc rồi. Cháy gần yếu. À. Chọc đây. Đâu? Cháy hết yếu. Ừ. Dỉ ấy, chọc. Tức là cái này nó không qua cái lớp này à? Nó có một lớp cách điện đấy chứ. Nó chọc. Nếu cái điếu này là nó chết hết chân này, gì cháy hết chân. Sao cái chỗ này nó đứt dây sao đấy? Cháy ở cái này. Nó chập thì nó xông ngược điện này. Xông ngược điện này nó sẽ cháy. Bây giờ là thay cách khắc phục là làm nào? Thay điếu này. Ừ. Có thay tại chỗ này được không? Dạ, thế thì khó nhỉ. Chứ mà em mang về thì chắc là trong ngày hôm nay là sẽ xong. Không, xong nhưng mà à, đi đâu ấy? À, vào đám à? Đây là anh đấu điện mạnh đây quá này. Hả? Đấu điện mạnh quá là sẽ dính. Ừ. Xông ngược điện lại. Có khi xông ngược điện lại là sẽ dính. Bây giờ là nó đang 24 mà anh xông hẳn lên 36. Chắc chắn là nó sẽ nóng. Ừ. Nóng là nó sẽ lỏng. Bây giờ là hỏng mấy cái con diode này à? Vâng. 1, 2, 3, 4 đúng không? Thay cái dàn diode. Đấy, con này đấy. Tức hôm nọ anh thay vào đấy 3 cái rồi mà. 2 cái kia có 1 cái còn, 1 cái không. Không biết cái nào anh không nhớ. Anh thử lên. À, không biết có hơi không nhỉ? Xem ở đông không? Đâu sân, hình như không có đâu. Tầm này làm gì còn hơi nữa, từ qua rồi mà. À, còn đấy. Hơi còn căng. Căng. Ừ. Nổ máy. Hả? Anh đừng nổ máy, bật khóa điện thôi. Bây giờ chỉ nguyên bật khóa điện xem nó đóng số không đi gì. Bật khóa điện xong rồi là anh bật cái... Đấy là cái số ben hay là... Số ben. Đúng rồi. Hỏng số ben hay là hỏng số phụ? Hỏng số ben chứ. À, nó đang bị số ben thi thoảng nó không được. Ừ, số phụ nó là dây không thôi chứ. À, không liên quan số phụ được đúng không? Đúng rồi. Đấy, bây giờ nó không đóng nhả đâu. Táp lô vẫn hiện, chỗ này hiện nhưng mà... không lên được ben. Ừ, đúng rồi, nó không lên được ấy. Từ hôm kia rồi nó dính một phát hai phát rồi. Xong nó đứt cầu chì. Đứt cầu chì để anh đấu lại. Đấu lại là nó đổ được rồi, nhưng mà hôm qua tháo ra cầu chì không đứt mà nó lại không đổ được. Giờ lẽ mở hơi. Ừ, kiểm tra xong biệt đến đấy. Anh bật chưa nhỉ? Bật rồi. Rồi. Giật cả mình. Đấy, nó như thế là vào đấy. Có điện này. Đấy, nó lỏng ở cái gì đây? Nó mất. Nó ngập nước hay sao ấy. Nó có phịch phì như thế là nó vào được rồi. Tháo hẳn rác ra cọ lại xem nào. Đánh lại cho nó sáng lên. Không được. Mát ở ấy không?
cái mát ở cái không phải mát ở cái củ phát đây. Được rồi đấy. Bình thường rồi anh. Lên rồi. Thế này nó không lên. Hả? Lúc mà nó xì nó vẫn không lên. Nó không xì nó cứ quạch 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 ở đấy đấy. Nó cứ quạch 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 như kiểu mình đề dở ấy. Thế thì chắc là nó một là yếu bình, hai là đứt cái dây bên đấy đúng không? Yếu bình. Để gọn đồ ở đây nhá. Bây giờ là như thế này. Tức là cái này sửa độ khoảng bao nhiêu tiếng? Tối về có sửa được không? Bây giờ mấy giờ? Tức là nếu sửa được ấy thì cấp tốc thì chắc là xong trong buổi chiều nay. Không, bây giờ ý của anh là như này nhá. Tức là bà con ra làm ấy thì mình cho lại hai cái này, mình lắp vào. Thì lúc đấy anh tháo cái này xong rồi cho lên xe của xe máy của thằng này, nó mang ra cho em sửa. Xong sáng mai nhưng lấy tối vào. Tối là không sửa được. Tối là cái này, bởi vì cái này mình phải điện lại xong mình phải đóng được cái mới vào. Chứ không phải là mình có đồ mình đóng van luôn. Đấy, phải điện. Nhỉ. Ban đêm thì không làm được, tối thì không làm được. Mà bây giờ không có cái này thì rất là khó, tức là không có cái này thì cái cánh quạt của cái nước làm mát ấy nó không hoạt động được các bạn ạ. Tức là khi xong chiều xong xong cái việc ở đây ấy, thì anh tháo. Kể cả 8 9 giờ đêm thì thằng này nó về cũng được. Tầm này là nó anh cần nó nắng này phải cố thôi, không làm cách nào được. Hay là có cái này không để đút vào cho nó tạm không? Tức nó vẹt kiểu này là chịu rồi. Không kiểu gì. Chết giờ. Cái đấy đem về mình làm như nào, tiện à hay là thay nguyên cái này thôi? Thay của gót chứ. Nó mòn hết gì rồi còn đâu. Nó mòn đến nhựa rồi thì nó sẽ không tiếp điện được nữa. Cốt bé hơn đúng không? Đúng rồi. Nó không phải mà nó không tiếp điện được, nó kiểu nó đến nhựa rồi. Cái này nó là tiết điện bằng đồng. Tức là cái này nó với. Sẽ hết điện. Đấy. Anh yên tâm thì anh cứ bỏ ra buổi chiều này nữa đi anh ạ. Để làm cho nó ngon lành, tất tần tật các thứ thì sẽ yên tâm. Anh cứ nghiên cứu xem. Được rồi, để tầm 8:30 là anh mang cái này ra đấy. Để cho nó, anh em làm cho nó. Không có mai là vào cái đám người giao này làm cái đám chay ở bên trong kìa. Mai không có người đi làm ấy chứ. Từ hôm vào đây đến 15, 16 cái đám chay rồi, không biết là nhiều lắm. Các cái bộ phận bên này nó có liên quan đến cái ở đây không? Dạ. Mấy không. Cái nhung nhằng này không, không. Mặt tầm khoảng chục ngày chứ. Hôm nào cũng cứ 30 phút rồi chết máy một lần. Bám này. Không bám ra nổi. Ai chả. Đâu vậy anh? Về có đoạn đồng nào thay cái đoạn này đi cho anh ấy. Còn đúng vâng, 2-3 sợi. Bứt. Cái giống này qua suối là nó nhìn nhằn lắm. Đây, giữ mấy con này. Vâng, cái đấy có chú bóng. Những con nào của cái đấy đấy? Anh nhớ hết. Phải cho anh hai cái ngắn ngắn này. Không, để đấy, để em mang đi luôn. Hả? Anh vứt đấy làm gì? Mang về em nắp rồi em thử chứ. Không, cái này nó ở cái kia sao chứ? Vâng, kệ nó, không sao cả. Em không nhớ mà. Anh cứ đút nó để cho em xin cái túi. Cái túi bóng. Đâu. Cái này
ra xe. Cậu mang cái này ra xe. Đấy. Chiều hôm kia thì ăn một lỗ đây này. Ốc phi 14 thẳng tắp vào đây, tròn vo. Cắt dây co cho nó lành. Con ốc này, các con ốc to em tháo ra không đây? Loa cái đó, cái xe đây. Đấy, buộc các cái đường. Nóng nhỉ. Từ hôm qua vẫn còn lạnh, thở ra khói mà hôm nay. Chứ này lạnh lắm này. Toát mồ hôi ra rồi giờ này. Này nếu mà anh ra chở sỏ thì anh đánh xe ra em nắp cho anh. Nếu mà anh không ra thì gửi xe thì vẫn được. Gửi thằng em này. Bởi vì có hai cái trường hợp nó thì xảy ra. Mưa là không ra được. Đấy, nắng thì đi được. Hai cái dây này sao không quẩn vào nốt? Cho anh cái băng dính đi luôn đấy. Đấy, không có được. Cần lắm chứ, lắm lúc không tìm thấy ấy. Muốn mua mà không có chỗ nào bán, khổ thế. Bây giờ hiện tại cũng đã khắc phục được một số phần trăm rồi. Hiện tại là còn cái cục phát điện này, hai cục thì em bảo là đem về nhà mới sửa được cơ. Thì giờ không biết là liệu chiều này có chạy được không. Thì là của anh bây giờ là nó bị hỏng hai cái máy phát và ô tô với cả máy xúc. Thì là cái máy xúc thì chiều nay anh vẫn làm, thì em vẫn lắp tạm cho anh để chạy được. Còn cái của ô tô này thì em mang về em sửa, thì là xe thì ô tô thì vẫn chạy bình thường được, vì là nó không liên quan gì đến cánh quạt. Nói chung là vẫn bơm nước được thì nó vẫn chạy được. Thì em mang cái máy phát của ô tô về sửa trước. Còn cái máy xúc kia thì là tối em vào em sẽ làm lốt cho anh. Thì là hôm nay thì em sẽ làm đêm cho anh. Đấy. Thế okay. Anh yên tâm nhé. Có khi là đem về cái này làm đêm xong sáng mai cầm vào. Vâng. Thì tối anh vàng nhé. Cầm cái máy xúc anh tháo ra cho okay. Cho em cầm về nhé. Giờ em mang những cái này về sửa cho anh nhá. Tôi xin cái này nhá. Vâng. Đúng rồi. Hiện tại là mấy giờ rồi? Bắt đầu bây giờ đói 12 giờ. À đúng. Đúng rồi, 12 giờ 56 phút rồi. 1 giờ thôi, con gì? Giữa trưa. Trưa. Sau khi anh em sửa xong cái máy nó nổ được rồi, nổ tạm thời thôi.
Thế là cùng điện lại cho bà con thì hôm nay cũng rất là ít người, tức là toàn phụ nữ 2, 4, 6, 7, 8, 9, cũng đông đông anh chứ nhờ, 9 người đấy. Cùng bà con là tiếp tục đổ nốt cái đoạn này. Hiện tại thì em san phẳng cái mặt bằng này. Giờ đánh cái máy xúc này sang kéo cái bồn kia lại đây, xong trộn tổng hợp cái xi măng cát sỏi ở đây, xong bắt đầu mới đánh lùi xe dưới. Còn anh em chỗ anh Đông với lại anh Hon, anh Trung hay là đóng cốt pha để gạt xuống xe, xuống đường và là phẳng. Còn chị em này làm nền. Ok, Cao Thị Mỹ Duyên. À cái gì Duyên nhỉ, quên rồi nhỉ? À Kim Duyên, dạ. Có chứ, cái này cát mà, để đổi ra cái mặt này cho nó... Đúng rồi, cao cái mặt này xuống. Cũng rất là may khi được các chị, các chú ở ngoài cũng như là xung quanh đấy rất quý mến đến cái kênh Gái Bản Quá Tú này. Khi nạp bình hoặc làm những công việc thì có cần giúp đỡ ấy, thì bà con dân bản cũng như là anh em ở trong ngoài, trong xóm ngoài làng này cũng hết sức là giúp đỡ. Nhất là đi nạp bình, nạp biếc hoặc là những cái công tác sửa chữa nhẹ nhàng thôi thì các cái anh em thợ cũng như là bà con là không tiền nong gì đâu, cũng coi như anh em nhà giúp nhau ấy, giúp bà con dân bản đấy. Đấy hả? Cái gì đổ chiều chắc tầm được bằng này thôi. Cái gì đổ chiều nay ấy? Chiều nay á? Ừ. Tức là đánh cái bồn này về kia chở bằng ô tô thì nó nhanh lắm đấy. Ai lái? Đấy, anh lái mà. Để em lái gì? Tức là anh vẫn một mình vẫn chơi được. Bây giờ kia nó không ở nhà thì anh trộn xong là anh nhảy lên thôi, anh lái xuống anh đổ ben xong anh lại ngược quay lại. Chú với gió để vẽ như chân với tay nay nó ăn mảnh rồi, nó đéo bảo chú rồi. Này hôm nay mấy anh em ở trong bảo là đi hết rồi. Các cái thành phần vài phút lái luôn thì không chịu. Thành phần máy móc là đi hết rồi. Ông Tiến tập tuệ máy xúc là cũng hôm nay là không biết là làm gì. Tức anh gọi được không? Anh gặp không? Hả? Tiến này. Có. Bảo nào? Nó bỏ xe ra, phải mang ra ngoài. Xe gì? Ô tô. Không, Tiến hội cơ. Thank you.
làm nối nó không vào đây được. Vâng, hiện tại thì cũng gần 2 giờ chiều rồi, cho nên là công tác buổi chiều ngày hôm nay thì em sẽ thay đổi phương án là đổ xuống đây 3 cái bong này trước, 3 cái bồn này, xong bắt đầu mới dịch máy. Chứ còn tính như hôm qua là hơi bị sai lầm một tí là đến một chở bằng ô tô đi lại mà một người lái thì nó mất rất nhiều thời gian, cho nên là em đổ từ đổ một nửa trước, xong còn bao nhiêu là đánh máy đi.
Nha Xanh à? Vâng. Bảo Lĩnh. Con nhẹ theo nhiều. Đấy, may quá các bác ạ. Thế có bác bán bưởi qua thì mua mấy quả về cho các chị em ăn. Quả duyên hôm nay Duyên Duyên thế quả to quả bé. Sao quả thì lấy quả to lắm rồi chứ. Tặng mỗi người hai quả. Hai đây này, nhỉ. Rồi. Nó cứ vừa vừa tay là thích nhỉ. Nhưng mà em thích bưởi mềm à hay bưởi cứng? Cứng nó mới ngon. Cứng mới ngon đó. Tao nào gọt gọt hồi em mấy quả vậy? Xong em đi lên múc. Anh múc chọn đây là quả. Đây này, những cái quả nào nặng nặng ấy lấy bạn. Quả nào nhẹ cũng được. Đấy, các bác này cả buổi chiều cùng bà con làm việc thì người nào cũng mệt rồi. Đâm ra là cũng phải nghỉ lấy đôi phút ăn miếng bưởi cho nó ngon lành đã, xong đỡ mệt đã. Hai vợ chồng em Duyên Hon kia rất là chịu khó kìa. Giờ còn đang mở xi. Nghỉ ăn miếng bưởi em ơi. Hả? À, không nghe thấy đâu, tức là cách cái máy múc nó khoảng đôi mét là gọi không nghe thấy. Đâm ra là vào các video các bác cứ thấy em hét hét nên là đấy, nguyên nhân là như thế. Ê, phục béo này. Quả này ngon đấy. Đấy, mọng như kiểu. Nhưng mà cái tay nó mình rất là bẩn cho nên là. Tuyến ơi, mấy quả ấy? Bóc luôn mà. 5 quả Tuyến. Ừ. Kể cả mai mốt bảo không khô em đền mà. Đấy. Có em nào có bưởi khô không? Hỏi các bạn ấy hay vào lắm. Quả đấy bỏ cháu ơi. Quá vừa rồi về quê mất mấy hôm rồi. Đấy. Về ốm à. Tưởng là tưởng là không lên nữa là thôi rồi. Anh em ở đây là không có bưởi ăn là chết dở đấy. Về quê năm đấy. Về quê. Về bán 2 hôm về lại ốm thì. Mấy ông buôn thì toàn ông nêu khó khăn thôi. Vậy là năm rồi chứ. Hồi xưa là có ông 5 cho quả nữa. Tôi xin một quả nhá. Đây đấy. Có cái ông bán dao bảo úi chợ này không có nữa đâu, cái ông làm rèn dao ông ấy chết rồi thì thôi. Hôm nay gia đình em Duyên là cả vợ, cả chồng, cả con, cả cái là ba ông bà chịu khó nhất. Còn một ông anh kia chắc là mọi người không biết này. Nghe em kia là người ở Hà Giang, Quang Bình, Hà Giang. Chịu khó lắm, sáng sớm mình vác bình lên thì ông cũng đã dậy rồi đấy. Triển khai là cùng nhau lên. Hai hôm nay rồi liên tục. Thôi giờ cũng khá khá là muộn rồi đấy. Chuẩn bị em triển khai nốt hai cối nữa là cùng nhau nghỉ một thể. Thì anh em hết sức cố gắng nhá. Ở đây có mấy bà, hai bà với lại mấy chị em nhá. Em thì cố gắng. Nói chung là cái video ngày hôm nay thì em không thể là ngồi tâm sự hoặc nói chuyện cùng các bác được. Tức là em trèo lên máy, trèo lên trèo xuống nó rất là ồn. Mà các cụ nói là biết thì tâu, mà không biết thì vài câu cho đỡ buồn thôi. Đấy. Cho nên là cho nên là em không thể theo được đâu.
nhất được ben lên. Nhấc ben lên để cho nó vào, cho nó vào. Thôi bây giờ cho một bên tạm đã, tức là buộc cái này vào. Tức là cái này hơi khó làm đấy các bạn. Nó lệch khoảng vài ly nhưng mà ở trên thì căn nó không chuẩn. Cái này mình không có cái máy hàn nó đứt cái này này. Đây. Các cái chốt này nó đứt hết. Nếu mà có máy hàn là mình tự động mình chấm hỏng ở đâu mình chấm đấy, sửa đấy thì nó dễ. Cái này nó thôi kệ nó đi, buộc vào cái đầu đinh ấy, buộc vào đây để cho nó đừng rơi cái chốt ra ngoài là được rồi. Đấy. Tính là đem ra đến đầu ngoài này nhưng mà nó cũng rất là khó bởi vì là cái vòi nước ấy thì nó chảy rất là bé mà cái nguồn nước cách đấy cũng gần 2 cây số á, cái kiểu ống 21 thì chảy rất nhỏ nên ra là đảo bên kia được cả 2 bồn thì cái đường nó hẹp quá không thể đặt được cái bồn mà dịch đi nữa. Chấp nhận mang sang bên này thì nó bị thiếu nước cho nên là hơi bị trồng ở quãng này. Cái đổ bằng xe này phải yêu cầu rất là đặc thì mới được, còn nếu mà để nó loáng loáng là mình cũng lùi được đâu các bạn. Lùi là nó sẽ trào ra ngoài rất là rộng. Vâng, sau một buổi chiều làm việc cùng bà con, tất cả anh em đến làm cầu đây cũng khá là mệt rồi nhưng mà vẫn phải cố gắng để cho hết cái
ba cối vật liệu tiếp theo nữa, chắc khoảng 6-7 giờ, 8 giờ gì đấy mới hòm hòm gọi là hết. Không biết là nó có giải đến trên này không, một là hết đường mà hai là chắc đến phải đến chân này. Nhưng mà do cái thời gian nó hết thời gian rồi, tức là cũng tối rồi ấy. Để cho em vàng em mới về để làm cái video đăng cho các bác cùng xem. Vậy video đến đây chúng em cũng xin phép được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn. Xin chào.